Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm. Tập 1485. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 25 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ 6 trong phần Trường Hàng. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt để quý vị dò cho đúng chỗ. Dân hà thiện, tu tập niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, y giác phần, định giác phần, xả giác phần, không, vô tướng, vô nguyện. Trong lời sớ, Thanh Lương Đại Sư đã bảo, 10 chuyện được hỏi trong đoạn này chính là tu niết bàn nhân, thất giác, tam không, thập địa phẩm quảng thuyết. Vì thế, ở đây Ngài chẳng chú giải thêm, vì trong phẩm thập địa đã giảng rất cặn kẽ. Trong phần trước, tôi đã giới thiệu đại lược thất giác cùng chư vị. Sau đây là tam không, tức không, vô tướng, vô nguyện. Tam không còn gọi là ba tam muội. Ba tam ma địa, ba đẳng trì. Kinh Nhân Vương gọi nó là tam không. Hữu lậu định được gọi là ba tam muội. Chư vị phải liễu giải chỗ này. Ba tam muội là tam không hoặc hữu lậu định. Nếu nói đến vô lậu định sẽ gọi là tam giải thoát môn. Hữu lậu là gì? Vô lậu là gì? Kinh Hoa Nghiêm gọi lậu là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu chẳng đoạn những thứ ấy, bất luận là đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, ta còn có chấp trước, còn có phân biệt, còn khởi tâm động niệm. Ba thứ tam ma địa này đều thuộc về hữu lậu định. Nếu đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chúng ta đều đã đoạn, sẽ gọi là tam giải thoát môn, tức là ba thứ giải thoát. Giải là giải trừ. Giải trừ gì vậy? Chẳng có phiền não. Chứ vị phải hiểu, giáo pháp Đại Thừa gọi chấp trước là kiến tư phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não. Giải trừ ba thứ phiền não, Trung Quốc Đại Lục
Đó là thật sự giải phóng. Thoát là thoát ly. Không chỉ là thoát ly lục đạo, mà còn vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Vì thế, gọi là ba món giải thoát môn. Có tất cả ba loại, nhằm đối trị ba loại đại phiền não như chúng tôi vừa mới nói. Không tam muội, tương ứng với hai hành tướng, không và vô ngã trong khổ đế. Tam muội là tiếng Phạn, không là tiếng Hán. Vì thế, danh từ này được gọi là Phạn Hoa hợp dịch. Không là Hoa văn, tam muội là Phạn văn. Danh từ này được hợp thành như thế đó. Tam muội là dịch âm, dịch theo nghĩa sẽ là chánh thọ. Tam là chánh, muội là thọ. Đây là ý nghĩa trong tiếng Phạn. Như chúng ta thường thấy trong kinh điển, một từ ngữ rất quen thuộc là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ ngữ này hoàn toàn là phiên âm tiếng Phạn. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tam Bồ Đề. Bồ Đề là giác. Tam là chánh. Vì thế, Tam Bồ Đề là chánh giác. Dịch sang tiếng Hán sẽ là chánh giác. Tam Miệu. Tam là chánh. Miệu là đẳng. Tam Miệu Tam Bồ Đề là chánh đẳng, chánh giác. Do tam là chánh. Ở đây, tam muội là chánh thọ. Chánh thọ là sự hưởng thụ bình thường, chánh đáng. Chứ gì phải biết, không chính là sự hưởng thụ chánh đáng, bình thường. Không những gì? Ngã đã không. Ngã sở đã không. Chẳng có hai thứ ấy. Do vậy, quán hết thảy các pháp đều là sanh từ nhân duyên. Quán các pháp, kể cả thân thể của chúng ta, đều là sanh từ nhân duyên. Hễ là pháp sanh bởi nhân duyên, chắc chắn là chẳng có ngã. Ngã còn chẳng có, lấy đâu ra ngã sở hữu? Đấy là thật tướng của các pháp. Vì thế, nếu quý vị có một sự chánh thọ như vậy, tức là sự hưởng thụ bình thường, chánh đáng, chẳng có ngã, mà cũng chẳng có ngã sở, thưa cùng quý vị, sẽ chẳng có lục đạo luân hồi. Vậy thì chúc mừng quý vị. Quý vị đã vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi. Chỉ cần quý vị có ngã, chấp trước một cái ngã, chấp trước có ngã sở. Ngã sở là những cái mà ta sở hữu. Chẳng hạn như của cải của ta, quyến thuộc của ta, vinh dự của ta, địa vị của ta. Chỉ cần quý vị có cái sở hữu bởi ta, sẽ có phiền phức. Do vậy, Đức Phật dạy người khác xuất gia. Vì sao? Sản nghiệp, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, trong gia đình đều là sở hữu của ta.
quý vị sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì thế, xuất gia quan trọng nhất. Là phải liễu giải chân tướng sự thật này. Đã hiểu rõ chân tướng sự thật, sẽ biết có những vị Đại Thừa Bồ Tát không xuất gia nơi hình tướng, mà xuất gia nơi tâm địa. Như cư sĩ Duy Ma, Ngài có nhà, cũng có vợ, cũng có con cái, cũng có đất đai, tài sản, thảy đều có hết. Trên thực tế, Ngài là gì? Ngài xuất gia, tâm xuất, chứ thân không xuất. Có phải là thật sự xuất gia hay không? Thật sự xuất gia. Ngài tuy có vợ con, tài sản, vân vân, nhưng trong tâm đã buông xuống. Tâm hoàn toàn chẳng chấp trước. Tâm thái xuất gia hoàn toàn giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Có những thứ ấy thì có gây trở ngại hay không? Chẳng ngăn ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chỉ cần trong tâm quý vị thật sự buông xuống. Do vậy có thể biết, Đức Thế Tôn vì chúng ta thị hiện là biểu diễn nơi sự tướng. Ngài Duy Ma cũng là một vị Phật, đồng thời thị hiện trên thế gian nhằm giảng lý cho chúng ta. Đức Phật thị hiện nơi sự, Ngài Duy Ma thị hiện nơi lý. Lý và sự chẳng hai, tánh và tướng như nhau. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Nhưng người sơ học tu tập từ sự sẽ dễ hơn. Dần dần cũng sẽ trỏng không nơi lý, nhập môn dễ dàng hơn. Giống như 53 lần tham học của thiện tài đồng tử ở cuối Kinh Hoa Nghiêm. Chính là hết thảy người, sự, vật, nam nữ, già trẻ, các nghề nghiệp mà lục căn của chúng ta tiếp xúc từ sáng đến tối trong hiện tiền. Trong Pháp Đại Thừa, hàng ngày tiếp xúc có gây trở ngại hay chăng? Chẳng có trở ngại. Vì sao? Người ấy đã hoàn toàn không. Không chỉ là không, người ấy còn thật sự làm được, thực hiện vô tướng và vô nguyện. Nói cách khác, chúng ta chẳng có không. Chúng ta thuộc vào nhân đạo trong lục đạo. Các ngài sống cùng một chỗ với chúng ta, nhưng an trụ nơi đâu? Các ngài trụ trong nhất chân pháp giới, chẳng trụ trong lục đạo, cũng chẳng trụ trong mười pháp giới. Các ngài đến hiện thân thuyết pháp trong lục đạo, trong mười pháp giới, rộng độ chúng sanh, chẳng nhiễm mảy trần. Đúng như Tổ sư Đại Đức trong Tông Môn đã nói, bách hoa tùng trùng quá, phiến diệp bất triêm thân. Đó gọi là thật sự nhập giải thoát môn. Do vậy, chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Điều quan trọng nhất là phải dứt bỏ quan niệm của ta. Quyết định chớ nên có. Hễ có ngã sở, sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Kế đó, điều thứ hai là vô tướng tam muội.
chính là tam muội tương ứng với bốn hạnh diệt, tỉnh, diệu, ly trong diệt đế. Niết bàn lìa mười tướng, tức là năm pháp sắc thanh hương vị xúc, hai tướng nam nữ và ba tướng hữu vi. Phải nhớ, trong mười tướng ấy, những tướng trước là sắc thanh hương vị xúc, đấy là năm tướng, cộng thêm hai tướng nam và nữ, thành bảy tướng. Ba tướng hữu vi là trừ trụ tướng ra, tức là sanh dị diệt. Nói thật ra, hữu vi có bốn tướng. Bốn tướng là sanh trụ dị diệt. Chẳng phải là thành trụ hoại không, mà là sanh trụ dị diệt. Đấy gọi là ba tướng hữu vi. Thành trụ hoại không là nói về khí thế gian. Vì sao không nói đến trụ? Vì sợ nói đến trụ, kẻ bình phàm sẽ dấy lên sự hiểu lầm. Trụ được quá đi chứ, trụ tốt lắm. Họ sẽ chẳng dễ gì buông xuống được. Do vậy, nói gộp chung, trụ và dị lại. Chứ gì phải hiểu, hết thảy các pháp có trụ hay không? Chẳng có. Hiện thời chúng ta thấy dường như có trụ, trên thực tế nó là tướng tương tục. Trong những phần trước tôi đã nói về chuyện này rất nhiều. Điều này nói rõ chuyện gì? Nói rõ vạn pháp vô thường, sanh diệt trong từng sát na. Sự sanh diệt ấy chính là tướng tương tục. Chúng ta ắt phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Vì thế Phật Bồ Tát dạy kẻ sơ học, sợ kẻ sơ học thấy điều này sẽ chẳng nỡ buông xuống, do đó chẳng nói đến trụ. Đối với bốn tướng hữu vi ấy, chỉ nói ba tướng là sanh, dị, diệt. Chỉ nói ba điều ấy. Phía trước ba tướng ấy còn có thêm bảy tướng, nên gọi là mười tướng. Thảy đều trời lìa những tướng ấy, đều chẳng có. Tướng là có, nhưng trong tâm ngay cả dấu vết cũng không vướng mắc, vì thế gọi là vô tướng. Vô tướng nói đơn giản là các tướng nam nữ một khác. Đều chẳng thể được. Đấy là nêu ra một tỷ dụ như thế. Cũng có nghĩa là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thể pháp hữu vi như mộng, quyển, bọt bóng. Chẳng có một pháp nào để quý vị có thể đạt được. Kinh Bát Nhã đã nói rất hay. Hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được. Vô tướng tam muội, là chánh thọ. Loại hưởng thụ ấy chính là gì? Biết vạn sự vạn vật trong vũ trụ là có hay không có. Chẳng thể nói chúng là có, mà cũng chẳng thể nói là chúng không có. Quý vị nói chúng chẳng có, thế nhưng chúng có thể hiện tướng. Quý vị nói chúng là có, tướng ấy sanh diệt trong từng sát na, trọn chẳng thể được. Tướng ấy là quyển tướng, chẳng thật. Trong Phật Pháp nói đến chân hay quyển, thì quyển là chẳng trụ, là tướng sanh diệt trong từng sát na. Phật Pháp dựa trên định nghĩa này, dựa theo tiêu chuẩn này để nói.
Phàm những gì vĩnh hằng, bất biến sẽ được gọi là chân. Phàm những thứ có thể biến đổi đều là giả. Quý vị thấy, động vật có sanh, lão, bệnh, tử, chúng chẳng thể thường trụ. Thực vật có sanh, trụ, dị, diệt. Khoáng vật thì như quả địa cầu này có thành trụ hoại không? Quan sát bằng viễn vọng kính thiên văn. Chúng ta thấy trong vũ trụ, hàng ngày đều có tinh cầu biến mất. Tức là quả địa cầu ấy chẳng còn nữa, đã hư hoại. Mỗi ngày cũng phát hiện những tinh cầu mới. Tinh cầu mới thì phải thành trụ. Khi nó hư hoại sẽ là hoại không. Vì thế, tinh cầu thành trụ hoại không chẳng phải chỉ có thương hải tan điền. Trong kinh, Đức Phật nói đến kiếp, tức là nói về thời gian. Quý vị thấy có tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Đại kiếp là như thế nào? Đại kiếp là thời gian một tinh cầu trải qua các giai đoạn thành trụ hoại không một lượt, được gọi là một đại kiếp. Thời gian ấy dài lắm. Chư vị phải chú tâm suy nghĩ. Thành trụ hoại không chính là hiện tượng luân hồi của vũ trụ. Hiện tượng luân hồi ấy liên quan chặt chẽ với hiện tượng luân hồi trong lục đạo. Kinh Phật đã dạy rất rõ ràng. Người tạo tội nghiệp cực trọng, đọa vào A Tỳ địa ngục, hoặc người tu thiền định sanh vào vô sắc giới thiên, thọ mạng đều luận định theo kiếp để tính toán. Thọ mạng của phi tưởng phi tưởng xứ thiên là tám vạn đại kiếp. Quý vị có biết tám vạn đại kiếp lâu cỡ nào hay không? Địa cầu này và Thái Dương hệ. Thành trụ hoại không tám vạn lần. Nếu phải tính ngày tháng năm cụ thể, sẽ không có cách nào tính ra. Quý vị mới hiểu chuyện này phiền phức lắm. Lên cao hơn còn được, cuộc sống dễ thở hơn. Chứ vào trong tam đồ sẽ bị phiền phức to lớn. Trong địa ngục, địa ngục A Tỳ ngũ vô gián, thời gian đọa trong đó cũng tính bằng số kiếp. Chẳng khác cõi cao nhất là phi tưởng phi tưởng xứ thiên cho mấy. Vậy thì có kẻ hỏi, nếu quả địa cầu này hư hoại, Thái Dương hệ bị quỷ diệt, người đọa trong địa ngục A Tỳ sẽ như thế nào? Kẻ đó sẽ tự nhiên sanh vào thế giới nào vẫn còn tồn tại trong lúc đó. Trong thế giới ấy có địa ngục, họ sẽ được chuyển tới đó, đến trụ trong đó. Thế giới ấy hư hoại, họ sẽ đổi chỗ trụ, cũng là thường xuyên thay đổi. Đến khi thế giới này đã thành, lại quay lại thế giới này. Vì thế, đối với địa ngục và phi tưởng xứ thiên, chẳng dễ gì đến được phi tưởng xứ thiên. Để đến cõi trời ấy, cần phải tu tứ thiền, bát định,
nhưng đọa vào địa ngục ngũ vô gián rất dễ dàng. Các đồng tu niệm Phật vào lúc lâm chung, nếu như trong một niệm cuối cùng vẫn chẳng thể buông xuống, thì chẳng thể giảng sanh được. Chẳng giảng sanh, sẽ phải lưu chuyển theo nghiệp. Quý vị chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vậy thì vẫn phải chịu quả báo trong ba thiện đạo hay ba ác đạo. Do vậy có thể biết, buông xuống trọng yếu như thế đó. Sắc, thanh, hương, vị, xúc là ngũ trần. Chúng có phạm vi lớn hơn. Tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê trong ngũ dục. Chúng chính là cảnh giới được tiếp xúc bởi năm căn. Chuyện nam nữ được đặc biệt nêu lên. Vì sao? Nó là căn bản của sanh tử trong lục đạo. Do vậy, trong kinh Đức Phật đã dạy, ái chẳng nặng, chẳng sanh sa bà. Ái, trong câu ấy là nói về tình ái nam nữ. Nếu quý vị chẳng ngừng dứt ái, chắc chắn là sẽ phải luân hồi trong lục đạo, thuộc vào dục giới trong lục đạo, chẳng có phần trong sắc giới. Niệm chẳng nhất, chẳng sanh tịnh độ. Hai câu nói ấy rất hay. Nếu quý vị nghĩ thông suốt, sẽ bỏ ái dục, sẽ buông xuống. Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật thì mới có thể hoành siêu cực lạc ngay trong một đời này. Mới coi như là đã thực hiện viên mãn, ổn thỏa chuyện của chính mình trong một đời này. Điều thứ ba là vô nguyện tam muội. Vô nguyện tam muội là biết hết thảy các pháp vô tướng, vô sở tác. Vì thế, thuở trước, môn tam muội này được dịch là vô tác tam muội. Phải ghi nhớ điều này. Hết thảy các pháp vô tướng, vô sở tác, nó lại còn được gọi là vô khởi tam muội, tức là môn tam muội tương ứng với hai hành tướng là khổ và vô thường trong khổ đế, bốn hành tướng nhân tập sanh duyên của tập đế. Khổ, vô thường của khổ đế và tập đế đáng chán ghét. Còn bốn hành tướng đạo như hành xuất của đạo đế, giống như tỷ dụ phiệt dụ trong kinh Kim Cang, như thuyền bè ắt phải bỏ đi, nghĩa là quý vị đã vượt sông. Ngồi thuyền đã tới bờ kia, quý vị lên bờ nhất định phải bỏ thuyền. Nói chung, chẳng mong muốn ưa thích chiếc bè nữa sau khi đã lên tới bờ. Vì thế dùng nó làm duyên, gọi là vô nguyện tam muội. Nói cách khác,
Khi chúng ta chưa thành tựu, Phật Pháp giống như thuyền bè giúp chúng ta vượt qua bờ kia. Chúng ta có cần Phật Pháp hay không? Hiện thời thì cần. Không cần sẽ chẳng được. Khi đã tới bờ kia, còn có cần Phật Pháp nữa hay không? Chớ nên cần, phải như thế nào? Nếu cần, quý vị sẽ ở trên thuyền, vĩnh viễn chẳng thể lên được bờ kia. Vì vậy, phải hiểu thuyền bè là một thứ công cụ. Đến lúc ấy, nhất định phải bỏ. Trong Kinh Bát Nhã, Đức Phật đã dạy về chuyện này. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp ở đây là Phật Pháp. Hiện thời, chúng ta phải dùng Phật Pháp. Khi đã tới bờ kia, phải bỏ Phật Pháp. Nhất định phải hiểu điều này. Khi nào là bờ kia? Minh tâm kiến tánh là bờ kia. Đại triệt đại ngộ là bờ kia. Trước khi đạt tới triệt ngộ, phải cần có Pháp. Sau khi đã triệt ngộ, chẳng cần nữa. Khi nào quý vị có thể ngộ nhập? Chính mình biết. Chẳng cần phải hỏi ai khác. Đoạn hết phiền não. Kinh giáo Đại Thừa thường nói là đoạn hết sạch kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não, sẽ phải buông xả Pháp. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đã đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước, sẽ tự nhiên buông xả Pháp. Nếu quý vị chẳng xả, sẽ chẳng thể thoát lìa mười pháp giới. Sau khi đã xả, mười pháp giới chẳng còn nữa. Chẳng có, thì khi ấy sẽ là cảnh giới gì? Nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới hiện tiền. Nói đến chỗ này, chúng tôi tổng kết đơn giản. Để chúng ta có thể biết rất rõ ràng ý nghĩa được bao hàm trong ba danh từ Pháp tướng này, cũng như phương pháp tu học. Thứ nhất, chúng ta phải tin tưởng vào chân tướng của vũ trụ và nhân sinh như Đức Phật đã dạy. Vạn kiếp đều là không. Đấy là nói về tổng tướng, vạn pháp đều không. Trọn chẳng thể được. Nếu quý vị có thể thật sự hiểu đạo lý này, tin sâu giáo huấn của Đức Phật, chẳng hoài nghi, tất nhiên là đối trước hết thảy người, sự, vật, chúng ta thường nói là kháng đạm. Quý vị còn có cạnh tranh nữa hay chăng? Chẳng thể nào. Quý vị thể đều buông xuống cả rồi. Người bình phàm nói, mọi thứ đều buông xuống, ta sẽ sống bằng cách nào?
ta còn có thân thể này. Người ấy vẫn chưa buông xuống. Vì sao? Người ấy còn có thân thể. Hễ có thân thể, đương nhiên là sẽ có tất cả những điều kiện duy trì, nuôi nấng thân thể này. Chẳng buông xuống được. Do vậy, Phật, Bồ Tát dạy chúng ta, sau khi đã buông xuống, hãy tùy duyên. Đừng nên bận lòng bất cứ chuyện gì, chớ nên khởi tâm động niệm. Đến lúc đó, những thứ ẩm thực cần dùng sẽ tự nhiên có, chẳng cần phải quan tâm. Vì sao? Phải nhìn lại điều này. Người thế gian nói giận mạng. Trong mạng quý vị có. Đã có thì vứt đi cũng không được. Trong mạng chẳng có, chẳng cầu được. Đối với nhân quả, không chỉ là pháp thế gian, mà pháp xuất thế gian cũng chẳng tách rời pháp tác nhân quả. Phải hiểu đạo lý này. Có như vậy, quý vị mới chịu yên lòng buông xuống. Hy vọng các đồng học nghe tôi giảng kinh này, chớ nên nảy sanh hiểu lầm. Vì trong quá khứ, có người nghe tôi nói, thấy thấu suốt buông xuống. Người ấy chẳng muốn làm việc nữa, bỏ việc, chẳng màng đến gia đình. Sau mấy tháng, chẳng có cách nào sống được. Đến hỏi tôi, nay tôi mọi thứ đều buông xuống hết, nhưng tôi chẳng có tiền, chẳng có cái ăn, chẳng có cái mặc, làm như thế nào đây? Sai mất rồi, chẳng phải là tôi bảo quý vị buông xuống nơi sự, mà là bảo quý vị hãy buông xuống nơi tâm. Đối với hết thảy người, sự, vật trước mắt, quý vị đều tùy duyên. Chẳng còn chấp trước, chẳng còn phân biệt, bảo quý vị buông xuống những thứ ấy. Đó là cao nhất, chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Chỉ cần quý vị chẳng chấp trước hết thảy, sẽ vượt thoát lục đạo. Tướng ấy có hay không? Chẳng sao hết. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái có thể nảy sanh chướng ngại, chính là do quý vị phân biệt, chấp trước. Chính những thứ ấy sanh ra chướng ngại. Chớ nên có phân biệt chấp trước. Đối với pháp thế gian, Đức Phật đã nói rất hay. Điều đáng tiếc là khá nhiều đồng tu học Phật chẳng tin tưởng. Đó gọi là chẳng tin Phật. Do vậy có thể biết, tin Phật khó khăn dường ấy. Đối với những lời Đức Phật dạy, quý vị đều có thể tin tưởng, đều có thể làm theo, y giáo phụng hành. Quả báo sẽ là tự nhiên. Những điều người thế gian mong cầu, bất luận là tại Trung Hoa hay ngoại quốc, xã hội hiện thời bất hảo. Tất cả các loại giáo dục bất đồng, nói chung bằng một câu, dạy gì? Đều là dạy quý vị tổn người lợi mình. Toàn dạy điều ấy. Dạy quý vị cách tổn thương, gây hại cho người khác như thế nào? Đoạt lấy những thứ của người khác để chính mình sở hữu. Đấy có phải là bản lãnh của kẻ đó hay không? Nếu hiểu đó là bản lãnh của hắn, sai mất rồi. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói về vấn đề này. Hễ có cách nghĩ như vậy,
Có hành vi như vậy sẽ chiết giảm phước báo của chính mình. Ví như trong mạng quý vị có của cải đến 1 ức, vì quý vị tin vào lý luận trong xã hội hiện thời, dốc hết sức làm những chuyện khiến cho lương tâm tăm tối, hại người. Ngỡ là như vậy thì chính mình sẽ có thể đạt được lợi ích. Như vậy thì 1 ức của cải trong mạng của quý vị bị chiết khấu. Suốt đời này, quý vị hại kẻ khác cách nào đi nữa, cũng chỉ có được 5.000 vạn, thậm chí còn bị hao hụt, chiết giảm nhiều hơn nữa. Nếu quý vị hại người chẳng nề hà thủ đoạn, hại rất nhiều người, chỉ sợ 1 ức cũng sẽ biến thành chỉ còn 100 vạn. Quý vị vẫn nghĩ chính mình ghê gớm lắm, kiếm được 100 vạn, chẳng biết trong mạng của chính mình vốn có 1 ức. Đức Phật đã dạy những đạo lý này rất nhiều. Tài sản trong mạng do đâu mà có? Do tài bố thí mà có. Đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ, quý vị gặp gỡ thiện tri thức, biết tu tài bố thí, nhiều đời nhiều kiếp tu tài bố thí, đời này mới có của cải sung túc. Mà cũng chẳng phải là do tu trong 1-2 đời. Thông minh trí huệ là quả báo của pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo của vô quý bố thí. Trong pháp thế gian, tất cả hết thảy những thứ thọ dụng, không có gì chẳng do bố thí mà có. Đối với người qua, các vị hãy đọc kỹ Liễu Phàm Tứ Quấn. Đọc những câu chuyện được nêu trong Cảm Ứng Thiên Vận Biên, toàn là sự thật. Quý vị bèn hiểu, nghiệp nhân quả báo chẳng sai sót mảy may. Thiện nhân nhất định có thiện quả, ác nhân nhất định có ác báo. Nhân duyên quả báo chẳng sai suyển mảy may. Chớ nên có đôi chút ý nghĩ chiếm tiện nghi của người khác. Hễ có tâm chiếm tiện nghi, sai mất rồi, đã khiến cho phước báo của mình bị hao hụt, bất luận về phương diện nào. Vì thế, quý vị đã hiểu đạo lý này, hiểu rõ nhân quả, quý vị khởi tâm động niệm, sẽ chú tâm, cẩn thận. Chúng ta khởi tâm động niệm, phải dung bồi phước, phải tăng thêm phước, chớ nên giảm thiểu. Đó là đúng. Phước báo càng ngày càng lớn. Người hiện thời hết sức đáng thương, chưa từng tiếp nhận chánh giáo, tức là chưa từng tiếp nhận sự giáo dục thuần chánh, chẳng hề tiếp nhận giáo huấn thuần chánh của cổ thánh tiên hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát. Vì thế, quá nữa đều nhìn theo điều gì? Hết sức coi trọng mối lợi nhỏ nhoi trước mắt. Coi trọng điều ấy. Chuyện này cũng chẳng thể trách họ được. Tại Trung Hoa,
nền giáo dục truyền thống tối thiểu là đã bị sơ sót đến ba thế hệ. Ba thế hệ là 70-80 năm. Thời gian tuy chẳng kể là dài, nhưng cũng không thể coi là ngắn. Người thuộc ba thế hệ chẳng được tiếp nhận nền giáo dục ấy, quên hết những thứ giáo dục ấy. Hiện thời, khá nhiều người lo âu xã hội động loạn, lòng người biến đổi, trở nên hết sức ích kỷ. Ích kỷ đến nỗi tổn thương, gây hại cho người nhà. Đối với người nhà, kẻ đó cũng là tổn người, lợi mình. Chúng ta thấy chuyện này rất nhiều. Tôi tin là chư vị biết càng nhiều hơn tôi. Tôi nghe thầy Thái, Thái Lễ Húc giảng Đệ Tử Quy, kể một câu chuyện có thật phát sanh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Một đứa trẻ 14 tuổi giết chết cha mẹ. Do nguyên nhân nào? Nó muốn lấy tiền bảo hiểm của cha mẹ. Lấy để làm gì? Mua điện thoại di động. Nó muốn mua một cái cell phone. Đó là tự lợi. Đoạt lấy một chút tiền của cha mẹ, tiền bảo hiểm của cha mẹ nó, chỉ được hơn một vạn nhân dân tệ. Vì chút tiền ấy mà chẳng nuối tiếc giết chết cha mẹ. Đó là tổn hại người khác, tổn hại cha mẹ để lợi mình. Vụ án phát sanh từ đó. Hỏi nó chẳng biết đó là sai. Từ bé, chẳng có ai dạy nó. Trong hiện thời, chuyện như vậy cũng chẳng thể coi là ngẫu nhiên. Thường sẽ có chuyện ấy phát sanh. Trung Hoa và ngoại quốc đều như nhau. Tôi đã nghe rất nhiều. Khi tôi ở Ba Lê, ở London, có nói với các đồng học, hiện thời, trong một tuần chúng ta có thể nghe tin tức như vậy một, hai lần. Con giết cha mẹ, cũng có khi cha mẹ giết con. Đáng sợ quá. 10 năm sau, mỗi năm có thể nghe 20-30 lần. 20 năm sau, mỗi năm nghe tin tức như vậy hơn 100 lượt. Thế giới này trở thành thế giới gì? Tôi nói, trong nhiều tôn giáo đã nói đến tận thế. Tôi thấy tận thế chẳng phải là địa cầu bị hủy diệt, cũng chẳng phải là chiến tranh vũ khí nguyên tử, mà là hoàn toàn chẳng có luân lý đạo đức. Giữa người với người chẳng có cảm tình, chỉ có lợi hại. Chỉ cần có lợi cho ta, ta có thể giết chết ngươi. Quý vị thấy đó, ngay cả cha mẹ mà còn có thể giết, có ai còn chẳng thể giết được nữa chứ? Đáng sợ quá. Đó gọi là ngày tàn của thế giới. Chứ gì phải biết, luân lý đạo đức là giáo dục tại Trung Hoa. Ở ngoại quốc là giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo ở ngoại quốc sa sút, chẳng có người tin tưởng vào thần. Cũng chẳng tin tưởng vào sự phán xét mai sau. Họ chẳng tin tưởng. Tại Trung Hoa, luân lý đạo đức chẳng được nhắc đến. Vậy thì 10 năm, 20 năm sau, thế giới này sẽ làm như thế nào đây?
Năm nay, tôi đã 80 tuổi. 10 năm, 20 năm sau, có lẽ tôi cũng không nhìn thấy. Các vị trẻ tuổi phải suy nghĩ cho nhiều. Cứu giảng như thế nào? Ngoài khôi phục giáo dục ra, chẳng có phương pháp thứ hai nào có thể cứu giảng. Nếu quý vị suy nghĩ, nhìn vào tình hình trước mắt những gì giáo dục đại chúng trong xã hội, TV, phim ảnh, ca múa, âm nhạc, nhật báo, tạp chí, đại chúng trong xã hội hàng ngày đều cần đọc, cần xem những thứ ấy. Họ tiếp nhận sự giáo dục của chúng. Nội dung trong ấy là giết, trộm, dâm, dối, bạo lực, tình dục. Toàn là dạy những thứ đó. Vì thế, mọi người học theo, trở thành vô cảm. Giết người chẳng hề ấy nấy chi hết. Con người hiện thời, hễ nhắc đến những phần tử khủng bố đều lo âu. Nhưng 10 năm, 20 năm sau, phần tử khủng bố ở ngay bên cạnh quý vị. Con có thể giết cha, thì con là phần tử khủng bố đối với cha, là phần tử khủng bố trong các anh em, mà cũng là phần tử khủng bố trong dòng bạn bè. Quý vị nói xem, còn làm như thế nào được nữa? Quý vị ngăn ngừa bằng cách nào? Đúng là quá đáng sợ. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Chúng tôi suy nghĩ, ngoại trừ giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục tôn giáo, còn có biện pháp tốt đẹp nào nữa chăng? Tôi nghĩ không ra. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Một ngày trước, hôm thầy giảng sanh, đã bảo các học sinh đang vây quanh: thế giới đã loạn rồi, Phật, Bồ Tát, thần tiên hạ phàm đều chẳng trị được. Sanh lộ duy nhất của chúng ta trong hiện thời là niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đấy là di ngôn cuối cùng của lão nhân gia. Ngài nói chẳng sai tí nào. Nhưng nay chúng ta sống trong thế gian này. Thế gian còn có không ít người bận tâm vì chuyện này. Cũng đã suy nghĩ trọn hết mọi phương pháp, hòng nỗ lực cứu giảng. Chúng ta biết chuyện này, hãy nên cống hiến công sức. Họ nghe nói cũng gật đầu. Đến cuối cùng thì sao? Chẳng thể thực hiện. Đối với nền giáo dục truyền thống của cổ thánh tiên hiền và giáo dục tôn giáo, vẫn giữ thái độ hoài nghi y như cũ. Được quá chứ. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tốt lắm. Có thể làm được hay không? Đánh mấy dấu hỏi, chẳng có tính tâm. Do vậy, ba môn giải thoát này của Phật giáo, do không mà giải thoát lục đạo, do vô tướng và vô nguyện mà giải thoát mười pháp giới. Ý nghĩa này mỗi tầng một sâu hơn. Thật sự y giáo tu hành,
Luận Ngữ đã nói rất hay. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Pháp hỷ sung mãn. Vì sao? Quý vị nâng cao cảnh giới từng tầng một, khế nhập từng tầng một. Vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Cổ nhân có thể làm được, người thời nay cũng có thể làm được. Chỉ sợ quý vị không làm. Tôi thường nói, người thời nay có thể làm được, mà còn vượt xa cổ nhân nhiều lắm. Vì sao? Xã hội của cổ nhân là xã hội luân lý. Xã hội phương Tây là xã hội tôn giáo. Xã hội an định, trật tự xã hội tốt đẹp. Dẫu có động loạn, ảnh hưởng chẳng lớn. Thời gian bị ảnh hưởng cũng chẳng dài, chẳng giống như xã hội hiện thời. Quý vị hãy lắng lòng suy nghĩ, xã hội hiện thời sẽ bị quỷ diệt trong tay ai? Trong quá khứ, thầy tôi là tiên sinh phương Đông Mỹ đã bảo tôi bị quỷ diệt bởi TV. Lời ấy thật có lý. Nếu muốn cho gia đình, con cái của quý vị chẳng còn tiếp nhận sự giáo dục mang tính chất quỷ diệt ấy, dùng phương pháp gì? Không xem TV, không nghe radio, không xem nhật báo, không xem tạp chí. Giữ gìn tâm địa thanh tịnh, hòa bình. Quý vị có thể làm được hay không? Người có gia đình sẽ khá khó khăn. Tôi thưa với chư vị đồng học, hơn 40 năm qua, tôi chẳng xem TV. Nhật báo, tạp chí, tôi đều buông xuống. Có những tin tức trọng đại, các đồng tu và đạo hữu của chúng tôi sẽ kể tóm tắt cho tôi biết. Do vậy, mỗi tuần tôi tiếp xúc với tin tức đại khái chẳng hơn 10 tin. Mới có thể giữ gìn sự thanh tịnh. Hôm nay chúng ta học tập đoạn này tới đây. Hãy nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem tiếp đoạn kinh văn thứ 7. Dân hà đắc viên mãn, đàn ba la mật. Thi ba la mật, sạn đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền na ba la mật, bát nhã ba la mật, cập dĩ viên mãn từ bi hỷ xả. Thanh Lương Đại Sư chú giải đoạn này rất đơn giản. Đệ lục mãn Bồ Tát hạnh. Sơ lục độ tứ đẳng. Tu tức sĩ dụng. Mãn tức ly hệ. Trị chư tệ cố. Chú giải chỉ dõn dẹn như thế đó, nhưng đã nói rất rõ ràng. Lục ba la mật và tứ vô lượng tâm
viên mãn Bồ Tát hạnh. Bồ Tát tu hành viên mãn những pháp ấy sẽ viên mãn 10 chuyện này. Chúng ta phải biết điều này. Khi chưa tu học viên mãn, cái quả là sử dụng quả. Khi viên mãn sẽ là ly hệ quả. Hệ là gì? Phiền não. Hoàn toàn đoạn phiền não. Bồ Tát hạnh sẽ viên mãn. Vì thế, câu cuối cùng của Ngài là trị chư tệ cố. Tệ chính là khuyết điểm. Vì thế, chúng ta phải hiểu. Lục độ là tu gì? Nếu chúng ta nói thí tài, đắc tài, đó là đạo lý nhất định. Thí tài chẳng hề không đạt được của cải. Thí pháp được thông minh trí huệ. Thí vô quý nhất định được khỏe mạnh, sống lâu. Nếu chúng ta nghe nói vừa được phát tài, lại còn thông minh, lại khỏe mạnh, sống lâu, chúng ta bèn vội vã tu thí ba la mật. Vội vã tu bố thí. Đấy là pháp thế gian, chẳng phải là Phật pháp, mà là pháp thế gian. Vì sao? Người ấy cầu quả báo, mong cầu quả báo trong thế gian. Bồ Tát tu ba loại bố thí này, chẳng cầu quả báo. Không cầu có quả báo hay không, càng thù thắng hơn. Tuy càng thù thắng hơn, quyết định chẳng tham đắm. Đấy chính là Bồ Tát. Bồ Tát có nhiều tiền của, bèn bố thí chúng sanh khổ nạn. Bồ Tát nhiều trí huệ, bèn giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Bồ Tát khỏe mạnh sống lâu, thường trụ trong thế gian. Vì chúng sanh, không vì chính mình. Vì sao? Đối với Bồ Tát, bố thí nhằm độ điều gì? Độ sang tham. Tập khí phiền não của hết thảy chúng sanh là vô lượng, vô biên. Đức Phật quy nạp chúng thành sáu loại lớn, tức là sáu loại bệnh khổ nghiêm trọng nhất của chúng sanh. Sáu loại ấy chính là những căn bệnh đòi mạng. Thứ nhất là sân tham. Chính mình tuy có tiền của, nhưng chẳng nỡ bố thí. Chính mình chẳng có tiền của, sẽ luôn hy vọng đạt được. Bất luận là danh hay lợi hay dưỡng, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tâm tham vĩnh viễn chẳng thỏa mãn. Đối với tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đến khi nào mới thỏa mãn? Có được một quốc gia, vẫn mong thôn tính thế giới. Nay đã có thế giới này, vẫn mong chinh phục tinh cầu khác. Vĩnh viễn chẳng thỏa mãn. Bố thí là bỏ sang tham.
Ở đây Chánh Kinh nói viên mãn đàn. Đàn là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là thí, tức là bố thí. Ba la mật nghĩa là viên mãn. Phần Chánh Kinh chữ Hán chỉ dùng từ ngữ viên mãn một lần, nhưng cả 10 điều sau đó đều là viên mãn, chẳng có điều nào không viên mãn. Ba la mật là viên mãn trong tiếng Phạn. Nói viên mãn đàn tức là qua và Phạn thảy đều có. Bố thí viên mãn là gì? Quý vị chẳng có tâm tham, chẳng có tâm keo kiệt, thấy chúng sanh bị khổ nạn, liền bố thí trọn hết những thứ mình đang có để giúp đỡ người khác. Bố thí ba la mật của quý vị sẽ viên mãn. Nếu thấy chúng sanh có khổ nạn, tuy ta còn rất nhiều, nhưng vẫn phải lưu lại một chút cho chính mình. Vậy là quý vị chẳng viên mãn. Vì sao? Vẫn nghĩ đến chính mình. Quý vị chẳng buông xuống cái ngã của chính mình, chẳng buông xuống ngã và ngã sở hữu. Chẳng dễ dàng. Do vậy, thường là trong quá trình tu học, nói chung là tu tập dần dần. Mỗi năm một buông xuống nhiều hơn, đấy là có tiến bộ. Tâm tham, tâm keo kiệt, mỗi năm một mỏng hơn, mỗi năm một nhẹ hơn. Trong phần trước, điều này được gọi là sĩ dụng quả. Phiền não nhẹ nhàng, trí huệ nhất định tăng trưởng. Đấy là đạo lý nhất định. Do vậy, tu Bồ Tát hạnh, bố thí đúng là càng thí, càng đạt được nhiều. Nhiều hơn thì sao? Càng nhiều sẽ càng thí. Chính mình quyết định chẳng tham cầu hưởng thụ, chẳng hề có. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời đều sống bằng cách khất thực. Tuyệt đối chẳng vì tài bố thí nhiều, tài cúng dường nhiều mà Ngài hưởng thụ. Chẳng hề có. Các vị tổ sư Đại Đức tại Trung Hoa cũng giống như thế. Chúng ta thấy vị Đại Đức gần nhất là Lão Pháp Sư Ấn Quang. Đức hạnh của Tổ Ấn Quang cảm động trong ngoài nước. Không chỉ là trong nước, ngoài nước có bao nhiêu người đến núi Linh Nham để tham học. Hướng về Ngài thỉnh giáo. Quy y dưới tòa lão nhân gia. Do vậy, mười phương cúng dường chẳng biết là bao nhiêu. Lão Hòa Thượng trọn chẳng dùng những thứ cúng dường ấy để cải thiện cuộc sống của chính mình. Quần áo vẫn giá chằng giá đực. Hiện thời, quý vị đến Linh Nham Sơn Tự, có thể thấy những di vật của lão nhân gia, quý vị sẽ có thể thấy rõ. Ngài dùng tiền cúng dường để làm gì? Lão nhân gia xác thực là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, nêu gương rất tốt cho chúng ta noi theo. Thảy đều dùng để in kinh, thực hiện pháp bố thí.
Ngài dùng khoản tiền ấy để mở xưởng in tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu, hồng in kinh sách, đặt tên là Hoàng Quá Xã. Hoàng Quá Xã là do Ngài dùng tiền cúng dường của tứ chúng để lập ra, là một nơi lưu thông kinh Phật, chuyên môn in thiện thư, kinh sách, dùng những thứ ấy để khuyên dạy xã hội. Ngài dùng tiền vào chuyện này, chỉ sử dụng cách ấy, chẳng làm chi khác. Từ bài giảng ký trong lần tổ sư giảng diễn tại Thượng Hải Tức Tai Pháp Hội, tôi thấy nhằm đúng lúc đó miền Bắc Trung Hoa gặp tai nạn. Tổ Ấn Quang đã rút 3.000 đồng từ khoản tiền in kinh để cứu chẩn nạn nhân. Do vậy, tôi mới biết lão nhân gia chỉ là một chuyện. Đối với tiền cứu chẩn nạn nhân, hoàn toàn chẳng có khoa mục từ thiện cứu tế riêng biệt, chẳng có. Để cứu tế từ thiện, tạm thời bèn rút từ khoản tiền in kinh. Chúng ta phải hiểu điều này. Tôi học Phật, bèn học theo lão nhân gia điểm này. Toàn tâm, toàn lực, dùng hết thảy những thứ được cúng dường để làm chuyện này. Hiện thời, khoa học kỹ thuật phát triển. Cho nên, chúng tôi dùng truyền hình vệ tinh, mạng lưới Internet, dùng đĩa CD. Hiện thời, thậm chí chúng tôi đang làm phim truyền hình. Phim truyền hình nhiều tập. Hồng đề xướng, quảng bá từ phương diện này. Hoàn toàn dùng tiền bạc được cúng dường vào giáo dục. Tức là giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục đại thừa. Tôi học Phật là học từ tiên sinh Phương Đông Mỹ. Thầy Phương giới thiệu kinh Phật cho tôi. Thầy nói là triết học trong kinh Phật. Tôi theo thầy học triết học. Vì thế, thầy giới thiệu kinh Phật là triết học, lại còn là triết học cao nhất trên thế giới. Sau đó, thầy còn nói thêm một câu, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi bị câu nói ấy của thầy kéo vào Phật môn. Đúng là chẳng sai tí nào. Suốt đời tôi cảm kích lão nhân gia. Vì sao? Xác thực là trong đời này, từ lúc 26 tuổi cho đến hiện thời, tôi đã 80 tuổi, đã được sống trong sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Nếu thầy chẳng giới thiệu, tôi làm sao biết thế gian có thứ tốt đẹp dường ấy? Do chẳng biết, sẽ chẳng thể nào học Phật. Thật sự là viên mãn rốt ráo. Vì thế, đấy là giáo dục của Đức Phật. Tôi từ chỗ này mà nhập môn. Suốt đời, tôi chẳng coi Phật giáo là tôn giáo. Theo như tôi thấy, Phật giáo là giáo dục. Từ kinh điển này mà thấy được điều này. Kinh điển ghi chép sự giáo dục của Đức Thế Tôn trong thuở ấy. Chẳng phải là ghi chép ngay trong lúc đó, mà là sau khi Ngài đã diệt độ, đã viên tịch, các học trò ghi chép lại. Nội dung quá phong phú.
Do vậy, viên mãn ba la mật, chúng ta nhất định phải biết. Tam giới quá khổ, chớ nên luân hồi nữa. Hãy vĩnh viễn thoát ly luân hồi, vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Vậy thì chúng ta phải nghiêm túc học tập sáu khoa mục của Bồ Tát. Mục đích của bố thí là gì? Mục đích là trừ cái tâm tham. Tiêu trừ cái tâm keo kiệt của chúng ta. Tôi biết rất nhiều đồng học theo học với tôi, thật sự tu tập. Tu tập như thế nào? Đạt được quả báo nho nhỏ, có một chút tiến bộ, mỗi năm tiến bộ không lớn mấy. Chẳng hạn như bố thí, đúng như tôi vừa mới nói, khi chúng ta muốn xả, vẫn còn phải suy đi tính lại. Ta thí xả, nói chung, vẫn phải giữ lại cho mình một ít. Không thể giống như Phật, Bồ Tát chẳng hề giữ lại mảy may, bỏ ra toàn bộ. Chúng ta chẳng thể làm như vậy. Vẫn còn nghĩ phương pháp gì đó để lại kiếm tiền. Thật ra cách ý nghĩ ấy có sai hay không? Nói theo phía người thế gian chẳng sai. Nói theo Phật Pháp sẽ là chẳng rốt ráo. Đối với chuyện càng thí càng nhiều, có chút lòng tin. Nhưng tính tâm vẫn chẳng đủ. Nếu tính tâm trọn đủ, sẽ giống như Phật, Bồ Tát. Căn bản là chẳng suy lường. Như vậy thì bố thí ba la mật mới viên mãn. Bố thí ba la mật viên mãn, chư vị cũng hiểu. Phước đức của quý vị viên mãn. Phước đức do tài bố thí được viên mãn. Phước đức viên mãn chẳng phải là quý vị có rất nhiều của cải. Mà là gì? Thường gọi là có cầu ác ứng. Tâm tưởng sự thành. Chuyện nào cũng như ý. Cảnh giới là như thế đó. Trên thân xác thực là chẳng có một đồng nào. Phải làm việc cần bao nhiêu, người ấy thật sự có bấy nhiêu. Và cũng chẳng thể nhiều hơn hay ít hơn số lượng cần thiết. Sự việc được thành tựu viên mãn. Nay chúng ta gặp thời tiết, nhân duyên này. Trong phần trước, tôi đã thưa cùng chư vị, do vì chẳng có giáo dục luân lý đạo đức, giáo dục nhân quả cũng chẳng có, giáo dục tôn giáo cũng chẳng có. Lòng người chẳng có chỗ nương tựa. Hoàn toàn cậy vào tập khí phiền não của chính mình. Quý vị nói xem, còn làm thế nào được nữa? Vì thế, tham sân si mạn, ích kỷ bành trướng trên một mức độ rộng lớn. Giữa con người với nhau, chẳng có lòng tin. Ngờ vực lẫn nhau. Quý vị nói xem, chuyện này có phiền phức lắm hay không? Tuyệt đối chẳng tin trong thế gian có người tốt. Người trong thế gian đều giống như ta. Đều là ích kỷ, toàn là tổn người, lợi mình. Tùy thuộc ai có thủ đoạn cao minh hơn sẽ chiếm tiện nghi. Thật sự có người làm chuyện tốt, chẳng vì chính mình. Có ai tin tưởng? Do vậy, hiện thời làm chuyện tốt, so với cổ nhân làm chuyện tốt, không chỉ là khó gấp trăm lần, gấp ngàn lần, hết sức khó khăn. Vậy thì phải làm sao?
có cần phải làm hay không? Vẫn phải làm. Vì thế, phải có lòng nhẫn nại rất lớn. Trong xã hội hiện thời, là một chuyện tốt thành công. Nếu chỉ xét theo công đức để nói, cũng vượt trội cổ nhân gấp trăm lần, ngàn lần. Vì làm chuyện tốt quá khó khăn. Cổ nhân thích làm. Cổ nhân tin tưởng thế gian có thiện nhân. Tin là có người tốt, tin có chuyện tốt. Mọi người vẫn bằng lòng đến giúp đỡ. Chứ người hiện thời chẳng tin. Không tin, đương nhiên là họ sẽ chẳng giúp quý vị. Họ còn nghĩ cách nuốt sống quý vị. Nghĩ trọn hết mọi phương cách để phá hoại. Chúng ta gặp phải hoàn cảnh như thế đó. Cũng may là trước khi Thầy ra đi, đã có dặn dò về hoàn cảnh ấy. Bản thân chúng tôi hiểu rất minh bạch. Hiện thời lúc nào cũng gặp phải những thử thách trở ngại. Chỉ có một cách là tin vào sự gia trì của Phật, Bồ Tát. Đối với các thứ hành vi bất thiện của chúng sanh, chúng ta hãy nên khoan dung. Vì như Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Vậy thì chúng ta đừng trách họ. Họ có quả báo hay không? Đương nhiên là có. Họ vẫn phải tự hứng chịu quả báo. Chuyện tốt vẫn phải làm. Chuyện tốt là cứu vớt thế giới. Hóa giải tai nạn. Nếu quý vị không làm, những tai nạn ấy đúng là ngày càng nghiêm trọng hơn. Chớ nên không làm. Biết chuyện này khổ hơn bất cứ điều gì khác. Ai biết? Phật Bồ Tát biết. Dẫu người thế gian không có ai biết, vẫn có một phần quỷ thần biết. Vì thế, Phật Bồ Tát gia trì, quỷ thần bảo vệ che chở. Điều thứ nhất là bố thí ba la mật. Thứ hai là thi ba la mật. Thi la là trì giới. Đến khi nào sẽ trì giới viên mãn? Trì giới nhằm độ ác nghiệp. Đến khi nào? Chúng ta đối với hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian, chẳng có một ác niệm. Trì giới ba la mật sẽ viên mãn. Vì thế, chúng ta còn có ác niệm, còn có ác ngôn, còn có ác hạnh. Chẳng thể không trì giới. Vì sao? Ác niệm, ác hạnh chướng ngại cái tâm thanh tịnh của quý vị. Chư vị biết, pháp môn niệm Phật là tâm tịnh, cõi Phật tịnh. Người nào sẽ có thể giảng sanh? Người tâm địa thanh tịnh có thể giảng sanh. Do vậy, trì giới giúp thanh tịnh. Chúng ta tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mà chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi chính là chân tâm, là bản tánh, là tánh đức của chúng ta. Những thứ ấy đã bị mất đi. Nay tìm lại chúng như thế nào? Đức Phật dạy, trì giới sẽ có thể tìm lại chúng. Nếu chúng ta hỏi, chúng ta có cần tánh đức hay không? Có muốn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi hay không? Nếu quý vị mong muốn, phải đạt được bằng cách nào? Trì giới. Chỉ có trì giới là có thể khôi phục. Chuyện này quan trọng lắm. Nhân giới đắc định,
nhân định khai huệ. Trì giới thì khởi đầu trì từ đâu? Hãy trì từ căn bản trong Phật Pháp. Căn bản của trì giới là gì? Thập thiện nghiệp đạo. Bất luận đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, tông môn hay giáo hạ, trong kinh Đức Phật đã dạy rất hay, cho đến Pháp Nhân Thiên, thảy đều lấy 10 giới ấy làm cơ sở, làm căn bản. Chẳng có 10 giới ấy, không chỉ là hết thảy Phật Pháp chẳng thể kiến lập, mà Pháp Nhân Thiên cũng chẳng thể kiến lập. Nói cách khác, trong lục đạo, quý vị mong được làm thân người sẽ chẳng được. Sẽ ở trong tam đồ của lục đạo, tức là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Trong chỗ bọn họ chẳng có giới. Phải hiểu điều này. Nay chúng ta suy nghĩ, bất luận xuất gia hay tại gia, ai có thể làm được thập thiện nghiệp đạo? Đây là vấn đề thứ nhất, là vấn đề thách đố đầu tiên. Quý vị chẳng đủ điểm cho môn học này, toàn bộ những môn học khác trong cửa Phật sẽ hỏng hết. Nay chúng ta xem kỹ người khác, rồi lại phản tỉnh xét mình, sẽ thấy đúng là chưa làm được. Chưa làm được là do nguyên nhân nào? Trong giới kinh, Đức Phật đã nói rất hay. Ngài nói với những kẻ căn tánh trung hạ, học Phật mà nếu trước hết chẳng học tiểu thừa, sau đó học đại thừa, sẽ chẳng phải là đệ tử Phật. Tiểu thừa học những gì? Chính là tu thập thiện nghiệp đạo. Hiện thời, chúng ta chẳng học tiểu thừa. Tiểu thừa cũng được truyền sang Trung Hoa rất sớm. Đã thế, kinh tiểu thừa được phiên dịch khá là đầy đủ. Hiện thời, người Hoa chẳng học tiểu thừa, mà là trực tiếp học đại thừa. Học theo kiểu ấy, xưa kia thì được, nay thì chẳng được. Vì sao trước kia thì được? Nói thật ra, vào thời Tùy Đường, có hai tông phái tiểu thừa, tức là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Do vậy, có tất cả 10 tông. Hiện thời, hai tông tiểu thừa ấy chẳng còn nữa. Từ đời Tống trở đi, chẳng còn nữa. Giữa đời Đường, người Trung Hoa chẳng học tiểu thừa. Vì sao? Bất luận là tại gia hay xuất gia, hễ học Phật thì đã đều học Khổng, Mạnh, đều học Lão Trang. Vì thế, họ dùng Khổng, Mạnh, Lão, Trang thay thế tiểu thừa. Cách làm ấy chẳng có vấn đề gì. Hiện thời, vì sao không được? Hiện nay chẳng học tiểu thừa, cũng chẳng học Lão Trang. Vì thế, vừa tiếp xúc Phật Pháp, bèn là Đại Thừa. Chẳng đặt vững chân nơi Đại Thừa. Chẳng thể nào đứng trên đó được. Nguyên nhân ở chỗ này. Do vậy chúng tôi mới bất đắc dĩ, cực lực đề xướng học Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là Khổng Mạnh, là căn cội của nền giáo dục truyền thống Trung Hoa. Vì văn tự của nó ít, toàn bộ bản văn chỉ có 1080 chữ. Tổng cộng là 360 câu, mỗi câu 3 chữ. Dễ đọc mà cũng dễ nhớ. Thứ này chẳng phải để đọc hoặc nhớ, cũng chẳng phải là để nói, mà là quý vị phải làm được. Quý vị có thể thực hiện từng câu trong 360 câu ấy. Đấy chính là quý vị trì giới có căn bản. Từ cái căn bản ấy, quý vị có thể tu học thập thiện nghiệp đạo.
Nói thật thà, giới luật trong Phật Pháp là một phần rất lớn, một đại bộ phận, một môn học vấn rất lớn. Trong giới luật chính là thập thiện nghiệp đạo. Viên mãn thập thiện nghiệp đạo, quý vị sẽ thành Phật. Giống như ở đây đã nói, là viên mãn luật ba la mật của hàng Bồ Tát. Viên mãn luật ba la mật của Bồ Tát sẽ là đẳng giác Bồ Tát. Viên mãn thập thiện nghiệp đạo sẽ là Phật quả viên mãn rốt ráo. Chớ nên coi thường. Vì thế, nói đến trì giới, nhất định là học từ đệ tử quy. Học từ thập thiện nghiệp đạo. Từ sa di luật nghi. Ta không cầu quá nhiều. Nhiều mà chẳng làm được thì vẫn là nói suông. Ba thứ ấy đều có thể thực hiện. Quý vị chính là thánh nhân. Là Bồ Tát trong xã hội hiện thời. Thật đấy, chẳng giả đâu nhé. Chẳng làm được ba thứ ấy. Sẽ là Bồ Tát giả trức. Chẳng thật. Mở kinh Phật ra xem, sẽ thấy nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, hạng độ tiêu chuẩn thấp nhất của thiện là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo đều làm được, quý vị mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Kinh Tiểu Thừa thường nói như thế. Trong kinh Đại Thừa, thiện của thiện nam tử, thiện nữ nhân được nâng cao hơn. Nâng lên tới mức nào vậy? Nâng lên tới lục ba la mật. Tứ vô lượng tâm đều thực hiện. Đều làm được. Quý vị sẽ là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong Pháp Đại Thừa. Trong Pháp Tiểu Thừa chỉ có thập thiện nghiệp đạo. Đấy là giới kinh trong Tiểu Thừa. Trong Pháp Thế gian chẳng phải là Phật Pháp. Đấy là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong Thế gian. Xét theo hoàn cảnh, tại Trung Hoa thì là đệ tử quy. Luân lý đạo đức Trung Hoa đều lấy đệ tử quy làm cơ sở. Luân lý đạo đức là đệ tử quy mở rộng. Chúng ta chớ nên không biết điều này, chớ nên không nghiêm túc nỗ lực học tập. Học tập Bồ Tát hạnh, tất cả hết thảy tật xấu đều trừ bỏ, tạp khí phiền não đều đoạn sạch. Đấy là trì giới. Thứ ba là sạn đề ba la mật. Sạn đề là nhẫn nhục. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật giảng về lục ba la mật của Bồ Tát. Bố thí và nhẫn nhục được nhắc tới nhiều nhất. Do vậy có thể biết, trong sáu khoa mục, hai khoa mục này là trọng điểm. Bố thí có thể tu phước. Nhẫn nhục có thể gìn giữ. Nếu chẳng có nhẫn nhục, Đức Phật nói rất hay. Một niệm sân tâm khởi, trăm dạng chứa môn khai. Dẫu quý vị tu bố thí nhiều cách mấy, hễ nổi nóng là xong rồi. Chẳng có công đức chi hết. Chẳng có công đức, phước đức vẫn còn. Phước đức thì sẽ là phước báo trong đường nhân thiên nơi lục đạo. Kẻ hay nóng giận,
chẳng thể nhẫn nại. Tu đại phước báo sẽ đến hưởng thụ ở nơi đâu? Đến hưởng thụ trong A-tu-la đạo. Kinh Lăng Nghiêm đã giảng về A-tu-la đạo rất rõ ràng. Trong năm đường, trừ địa ngục đạo, chẳng có A-tu-la, những đường khác đều có. Có thiên A-tu-la, có nhân A-tu-la, có súc sanh A-tu-la, có quỷ A-tu-la. Chỉ có địa ngục là không có A-tu-la. Do vậy, tùy thuộc phước báo của quý vị. Phước báo to sẽ đến làm A-tu-la trong cõi trời. Phước báo bậc trung sẽ là A-tu-la trong nhân gian. Phước báo bậc hạ sẽ là A-tu-la trong quỷ đạo hay súc sanh đạo. A-tu-la phước báo to lớn, nhưng chẳng có nhân nghĩa đạo đức. Cũng là do tâm sân khỏe nặng nề. Phước báo to lớn, hại người khác càng nhiều. Hậu quả là sau khi chết đi, chẳng có ai không đọa địa ngục. Rất đáng sợ. Vì thế, nhẫn nhục trọng yếu hơn bất cứ gì khác. Chuyện gì cũng đều có thể nhẫn. Chúng ta xử sự, đãi người tiếp vật, nhất là học Phật, đều là thiện hạnh, thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh. Mà còn có rất nhiều kẻ đến gây phiền phức, bảo quý vị là gì? Bảo quý vị là giả dối, chê quý vị có mưu đồ, có mục đích. Nếu người nói người chẳng có, ta không tin. Từ trong không thành có, gán ghép tội danh cho quý vị. Quý vị có phải nhẫn hay chăng? Phải nhẫn. Không chỉ là phải nhẫn, mà còn phải cảm ơn. Vì sao? Kẻ ấy đến khảo nghiệm quý vị, coi thử công phu nhẫn nhục của quý vị to cỡ nào. Lúc ấy, quý vị sẽ nâng cao cảnh giới của chính mình. Nhẫn nhục là thuận hay nghịch? Đều phải nhẫn. Trong thuận cảnh thiện duyên, quý vị gặp người tốt, hoàn cảnh ấy cũng là hết thảy tốt đẹp. Ở trong ấy phải nhẫn điều gì? Phải nhẫn để chẳng sanh tham luyến. Chớ nên có tham luyến. Trong nghịch cảnh ác duyên, phải tu nhẫn, chẳng sanh sân khỏe. Nói chung, bất luận cảnh giới như thế nào, phải gìn giữ tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Đấy là công phu nhẫn nhục. Đối đãi bất luận với ai, cũng đều phải khiêm tốn, nhún nhường. Lần này, tôi tham gia hội nghị hòa bình thế giới tại Cát Long Ba. Xứ Mã Lai theo Đạo Hồi. Đạo Hồi là quốc giáo của họ. Tôi chọn lựa 4 câu. Trong thánh quấn của Đạo Hồi viết ra, tặng cho mọi người. Câu đầu tiên là: khi các ngươi vui vẻ,
hoặc phẫn hận trong cuộc sống này, phải nói lời công bằng. Vì một người đang lúc vui vẻ hoặc nóng giận sẽ thường là nói năng thiên vị. Do vậy, quý vị phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, phải ăn nói công bằng, chớ nên tùy tiện thuận theo lòng yêu hay hận. Quý vị phải giữ lẽ công bằng. Thứ hai là phải giúp đỡ kẻ ngươi đã tuyệt giao. Tuy đã tuyệt giao, nhưng khi kẻ đó gặp khó khăn, quý vị phải chìa tay giúp đỡ kẻ đó. Thứ ba là kẻ khác chẳng phải là bạn tốt của ngươi. Dẫu kẻ ấy vô tình tuyệt nghĩa, chẳng phải là người tốt, nhưng nếu khi kẻ ấy gặp khó khăn, ngươi vẫn phải quay lại cứu giúp kẻ đó. Điều thứ tư, đừng trách kẻ đối xử bất nghĩa bất nhân đối với ngươi. Chớ nên trách móc hắn. Ngươi phải tha thứ cho hắn. Giáo huấn của đạo Hồi đấy nhé. Quý vị thấy bốn điều ấy có phải là điều phù hợp nhẫn nhục ba la mật hay không? Nếu quý vị chẳng thể nhẫn, có thể làm được hay không? Bốn điều này đòi hỏi phải có công phu nhẫn nhục kha khá. Thật sự nhẫn nhục sẽ tăng cao cảnh giới và linh tánh của chính mình. Do vậy, nhẫn nhục là then chốt để thành hay bại trong tu hành. Bao nhiêu người tu hành chẳng thể thành tựu, do nguyên nhân nào? Chẳng thể nhẫn nại chịu đựng. Đối với thuận cảnh, khởi tha mái. Trong nghịch cảnh, khởi sân khỏe. Thoái chuyển, đọa lạc. Những trường hợp như vậy quá ư là nhiều. Vì thế, nói nhẫn nhục là mấu chốt. Có nhẫn nhục thì mới có tinh tấn. Tỳ Lê Gia là tinh tấn ba la mật. Tinh là chẳng tạp, thuần chứ không tạp. Tấn là tiến chứ không lùi, chẳng thoái chuyển. Hai chữ này cũng do cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta. Chúng ta trong tâm cũng thường ghi nhớ, y giáo phụng hành. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Quý vị thấy, thâm nhập một môn là tinh, chẳng tạp. Quân tu lâu dài là tiến bộ, chẳng thoái chuyển. Do vậy, học thứ gì cũng đều chẳng thể đồng thời học nhiều thứ. Học đồng thời nhiều thứ, tham nhiều, cắn chẳng nát, chẳng thọ dụng được. Nhất định là học từng môn một. Đối với cách giáo dục truyền thống của Trung Hoa, Tam Tự Kinh đã nêu ra nguyên lý và nguyên tắc. Giáo chi đạo, quý chỉ chuyên. Thầy dạy trò cốt yếu là chuyên trọng. Học trò học này nọ, đương nhiên, đạo học vấn cũng là quý dĩ chuyên. Làm sao có thể tạp cho được? Học từng thứ một. Học một thứ chưa tốt đẹp, chẳng thể học một món thứ hai. Thật sự thông suốt một môn, hết thảy sẽ thông suốt, đều chẳng khó. Chỉ cần vừa tiếp xúc, toàn thể đều có thể hiểu rõ thông đạt.
giống như 53 lần tham học của thiện tài, Ngài đắc căn bản trí trong hội của Thầy. Căn bản trí là đã thông suốt một môn. Sau đấy đi tham học sẽ hết sức thuận tiện. Chỉ cần vừa tiếp xúc, vừa thấy vừa nghe, toàn thể đều thông suốt. Thứ gì cũng đều thông suốt. Nói thật ra, pháp thế gian và xuất thế gian đều là như vậy. Chỉ sợ quý vị chẳng đạt đến mức tinh thông. Sau khi đã tinh tấn, sẽ tinh thông. Hễ tinh thông thì hết thảy đều thông đạt. Sau khi đã tinh tấn, bèn có thiền định. Thiền định cũng là phản hoa hợp dịch. Thiền là tiếng Phạn. Định là tiếng Hoa. Phản hoa hợp dịch. Nó có ý nghĩa gì? Kinh Kim Cang nói rất hay. Chẳng chấp lấy tướng như như bất động. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư đã diễn tả hai câu này rõ hơn. Nông cạn hơn đôi chút, để mọi người liễu giải dễ dàng. Lục Tổ nói, ngoài chẳng chấp tướng, trong không động tâm. Ngoài không chấp tướng là thiền, trong chẳng động tâm là định. Chúng tôi lại nói cách khác, càng nông cạn rõ rệt, dễ hiểu hơn cách nói ấy. Ngoài là chẳng bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Chẳng phải là không tiếp xúc. Đối với cảnh giới bên ngoài, có thể tiếp xúc, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, hết thảy đều có thể tiếp xúc. Tuy tiếp xúc mà như thế nào, chẳng bị nó ảnh hưởng. Nó chẳng thể ảnh hưởng quý vị. Đó là thiền. Nội tâm như như bất động. Đó là định. Do vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham học của những vị Bồ Tát tu thiền định. Thiện tài đồng tử đến tham phỏng, bèn đến chỗ nào để tìm các ngài? Đến chợ. Nay chúng ta nói là công ty bách hóa, là chỗ náo nhiệt, phồn hoa nhất. Người tu thiền định, tức bậc Bồ Tát, bèn kinh hành. Đến thăm nơi ấy, đến đó ngắm nghía, kinh hành, vừa nhìn vừa nghe, thứ gì cũng đều hiểu rõ. Đấy chính là trí huệ. Chẳng có gì Ngài không biết, nhưng như như bất động, đó là thiền định. Vì thế, những thứ ấy chẳng chướng ngại Ngài. Chẳng phải là mỗi ngày khoanh chân nhìn vách là tu thiền định. Chẳng phải là như vậy. Mà là chỗ nào cũng đều đến. Do vậy, thật sự có thiền định, thật sự có trí huệ. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Xác thực là Ngài trong tất cả hết thảy cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ngài đều có thể giữ gìn, chẳng bị ảnh hưởng. Tâm Ngài là định. Cũng có nghĩa là trong hết thảy cảnh duyên, Ngài chẳng dấy lên một niệm tham sân si mạng, chẳng dấy lên, chẳng khởi một niệm nghĩ đến ngũ dục lục trần, chẳng dấy một niệm nghĩ đến khống chế hoặc nghĩ đến chiếm hữu, thảy đều chẳng có.
Thấy mà như chẳng thấy, nghe mà như chẳng nghe. Cái tâm vĩnh viễn là định. Nói cách khác, vọng tưởng phân biệt chấp trước vĩnh viễn chẳng sanh. Đó là thiền định chân chánh, là thiền định cao cấp, là thiền định của hàng Bồ Tát. Định sanh huệ. Thiền định khởi tác dụng là trí huệ bát nhã. Điều cuối cùng là bát nhã ba la mật. Bát nhã là tiếng Phạn. Từ ngữ này có thể dịch được. Dịch thành trí huệ. Vì sao chẳng dịch mà vẫn dùng chữ bát nhã? Do tôn trọng, cho nên không dịch. Tu học trong Phật môn, mục tiêu chung cực là trí huệ. Dùng phương pháp gì để đạt được trí huệ? Dùng thiền định. Do vậy, chứ gì phải biết, trí huệ chẳng phải là học rộng nghe nhiều. Học rộng nghe nhiều thì cái đạt được sẽ là thường thức, chẳng phải là trí huệ. Trí huệ sanh từ cái tâm thanh tịnh. Tâm địa càng thanh tịnh, càng có trí huệ. Trí huệ lớn hay nhỏ quyết định tỷ lệ thuận với cái tâm thanh tịnh. Do vậy, tiểu định có tiểu trí huệ, đại định sẽ có đại trí huệ. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Trí huệ thật sự chẳng phải là học được từ bên ngoài, mà là do tâm thanh tịnh tự nhiên lưu lộ. Phải biết điều này. Chỉ có trí huệ chân thật thì mới có thể giải quyết vấn đề. Quý vị hãy ngẫm xem, vì sao học thuật trong thế gian chẳng thể giải quyết vấn đề? Nó chẳng lưu xuất từ cái tâm thanh tịnh. Nói cách khác, kẻ ấy khởi tâm động niệm vẫn bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu. Hễ bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, kẻ ấy chẳng có trí huệ. Chẳng có trí huệ, dẫu thường thức phong phú đến mấy đi nữa, chẳng có cách nào giải quyết những vấn đề xã hội trên thế giới trong hiện thời. Nhất định phải cậy vào trí huệ, phải làm cho cái tâm định. Quý vị mới có thể thấy rõ ràng nguồn cội của sự động loạn, cũng như thấy rõ ảnh hưởng và quả báo của sự động loạn. Điều này cần đến trí huệ. Quý vị mới có phương pháp giải quyết. Vì thế, chuyện này chẳng phải là có thể giải quyết bằng thường thức, cũng như chẳng phải là khoa học kỹ thuật mà Hồng giải quyết được. Nhất định là phải nhờ vào trí huệ chân thật. Trong Phật Pháp, Bát Nhã được nói đến quá ư là nhiều. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài đã giảng giải chủ đề này suốt 22 năm. Quý vị thấy trong một đời, Ngài đã giảng 5 đại đơn nguyên. Đơn nguyên thứ nhất là Hoa Nghiêm. Đơn nguyên thứ hai là A Hàm. Đơn nguyên thứ ba là Phương Đẳng. Đơn nguyên thứ tư là Bát Nhã. Đơn nguyên thứ năm là Pháp Hoa và Niết Bàn. Pháp Hoa giảng 8 năm, Bát Nhã 22 năm, gần như là chiếm mất một nửa trong 49 năm. Quý vị mới hiểu, Bát Nhã là khoa mục tu học chủ yếu trong Phật Pháp, tốn thời gian dài nhất. Biết nó chính là tinh hoa của Phật Pháp. Hôm nay đã hết thời gian rồi. Chúng tôi giới thiệu đơn giản Lục Ba La Mật tới đây. Vì thường xuyên nói đến Lục Ba La Mật, trong những phần sau sẽ lại còn phải nhiều lần giảng đi giảng lại. Do vậy, ở đây chỉ nhắc tới là được rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ nói tiếp Tứ Vô Lượng Tâm, từ Bi Hỷ Xả.